Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hà Nội có báo động đỏ, liệu đại hội 13 có phá toang hay không. Theo Bộ Y tế, đến sáng ngày 29 tháng 1 ghi nhận 9 ca dương tính COVID ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương và Hà Nội. Và Hải Phòng ghi nhận bệnh nhân thứ 1561, Bắc Ninh ghi nhận bệnh nhân số 1565, cả hai liên quan đến ổ dịch tại Chí Linh, Hải Dương. Tối qua đã được địa phương xác nhận nhiễm. Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 2 ca nhiễm mới là 1573 và số 1574. Tỉnh Hải Dương ghi nhận 4 ca nhiễm mới là 1646 và 1649. Tuy nhiên, điều đáng báo động là Hà Nội đã xuất hiện các bệnh nhân của dịch cúm Vũ Hán, đó là bệnh nhân số 1581, quận Hai Bà Trưng. Bệnh nhân này đã được xác định bị lây bởi bệnh nhân số 1553. Tuy nhiên, đây không phải là điểm lan duy nhất. Trước đó vào ngày 28 tháng 1, Bộ Y tế đã xác định ca nhiễm tại quận Cầu Giấy nữa, nhưng ca này chưa được đánh số thứ tự. Như vậy, mới trong thời gian rất ngắn, đã có hai điểm xác định có dịch tại Hà Nội. Và tại đây, tập trung rất đông dân cư. Đây hình ảnh đài BBC đưa tin Hà Nội đang báo động đỏ. Theo đài BBC, dẫn lời ông Lê Ngọc Sơn, nhà nghiên cứu truyền thông của Đại học Công nghệ Imenau Đức cho biết, có vẻ như tình hình dịch bệnh trong cộng đồng ở miền Bắc khá phức tạp và đáng lo ngại. Việc xét nghiệm hàng loạt chỉ được tiến hành khi có thông tin bạn nữ từ Việt Nam đến Nhật Bản bị phát hiện dương tính. Có nghĩa là trong cộng đồng trước đó đã xuất hiện rồi. Trường hợp nam sinh ở Hà Nội đi khám không phải là do giả soát các F mà là tự đi khám, có nghĩa là đâu đó cũng âm ỉ trong cộng đồng trước. Cả hai tình huống đều cho thấy việc chống dịch của Bộ Y tế trong tình trạng bị động. Do đó, công chuyện có vẻ phức tạp và cam go. Và đề phòng lây nhiễm tại Đại hội Đảng lần thứ 13 được tiến hành như thế nào? Theo bản tin trưa ngày 29 tháng 1 của Thông tấn xã Việt Nam, thì các phóng viên, nhân viên an ninh và phục vụ cho Đại hội 13 đã phải lấy mẫu xét nghiệm thêm một lần, tức là lần thứ 3, trong khi có tin dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng tại Hà Nội. Hiện tại, chính quyền Hà Nội cho cách ly một tòa nhà tại Time City, Hà Nội và toàn bộ cư dân ở đây hiện đang sống và làm việc ở tất cả các căn hộ thuộc tòa nhà T6, khu đô thị Time City, phải thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà từ 0 giờ ngày 29 tháng 1. Thông báo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy, Hà Nội được đưa ra cùng ngày như vậy. Biện pháp được đưa ra sau khi có một phụ nữ sống tại đây có kết quả dương tính COVID-19. Thêm vào đó, học sinh trường Vinshore tại Time City cũng được thông báo nghỉ học lúc 23 giờ đêm vào ngày 27 tháng 1. Và tình hình nguy cấp đến mức ông Vũ Đức Đam đã phải bỏ cuộc tại Đại hội Đảng và thôi bàn ghế ăn chia trở lại làm việc và bắt tay vào công tác chống dịch. Mấy ngày qua, cộng đồng mạng đang lan truyền hình ảnh ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi ngoài sảnh nơi diễn ra Đại hội 13. Hình ảnh này làm cho nhiều trái tim người Việt Nam trong cộng đồng mạng khá bất ngờ vì hành động bỏ dở một cuộc đại hội lớn để sắn tay vào công việc cấp bách. Đây là hình ảnh đẹp, tuy nhiên một mình ông Đam trở về công việc chống dịch, trong khi vô số quan chức địa phương và trung ương chọn cách ở lại để đón nhận quyền lực, và hình ảnh rất tương phản. Việc này đã vô tình đẩy ông Vũ Đức Đam vào thế đơn phương độc mã chống đại dịch. Nói gì thì nói, chống dịch trong lúc Đại hội 13 diễn ra thì rõ ràng ông Vũ Đức Đam đang thiếu đi sự hỗ trợ rất nhiều. Vậy thì lần chống dịch này muôn vàn khó khăn, chứ không dễ như những lần trước nữa. Và các đồng chí của ông vẫn ngồi trong số hơn 1.000 đại biểu để tiếp tục chia ghế. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam phải rời đại hội để ứng chiến với bệnh dịch đang bùng phát. Tính đến ngày 29 tháng 1 thì tổng số ca nhiễm tại Việt Nam đã lên 1.651 ca, với số từ con số 1.430 và số tử vong COVID-19 là 35, trong đó có 4 người tử vong sau 3 đến 4 lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định trong số 14 người xét nghiệm âm tính COVID lần 1, 10 người âm tính lần 2 và 12 người âm tính lần 3. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ các vùng dịch đang được cách ly là hơn 21.000 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 134, cách ly tập trung 20.000 người còn lại ở các nhà hoặc nơi lưu trú. Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương phong tỏa 21 ngày kể từ 12 giờ ngày 28 tháng 1. Tỉnh Hải Dương cũng giãn cách xã hội mức độ từng khu vực. Và hiện nay, ổ dịch đã lan đến Hà Nội, mà Hà Nội lại là thành phố đông dân hàng đầu, và việc cách ly và ngăn chặn là việc vấn đề rất khó chứ không đơn giản như mà thành phố Chí Linh. Nó chính là mối đe dọa thực sự cho dân Hà Nội, cũng không khó đoán trước được bên trong trung tâm hội nghị
cũng đang lo sốt vó vì nơi đây tập trung quá đông người. Và đặc biệt, những người hội họp ở đây cũng khá nhiều người đã cao tuổi. Cụ thể nhất là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ổ dịch mới ở Việt Nam và biến thể mới, mối nguy lớn cho đại hội hiện nay là đại hội 13 đã sang ngày thứ 5. Còn 4 ngày nữa thì mới kết thúc, nhưng bên ngoài hội nghị, thành phố Hà Nội đang dồn hết sức chống đại dịch, nhưng lại chống dịch rất bị động. Việc này gây nên nguy cơ bùng phát dịch ngay tại thủ đô rất lớn đất của đất nước. Điều đặc biệt là lần này lại có loại COVID-19 biến đổi mới, tốc độ lây lan gấp hơn 170% so với chủng virus cũ. Đây là hình ảnh đài BBC tiếng Việt cho biết mức độ nguy hiểm của virus chủng mới. Theo đài BBC thì chỉ trong ngày 27 tháng 1, Việt Nam ghi nhận hơn 82 ca nhiễm trong cộng đồng. Đây là con số cao nhất từ đầu năm tới nay. Điều đáng ngại là các lãnh đạo y tế cho biết các ca bệnh có liên quan đến biến thể mới của virus. Vậy biến thể mới này có nguy hiểm như thế nào? Về hai ổ dịch mới tại Hải Dương và Quảng Ninh, ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, do thời gian xuất hiện từ ngày 14 đến 15 tháng 1, khả năng nguồn bệnh vẫn ở trong khu vực Chí Linh, Hải Dương và các vùng lân cận. Báo chí Việt Nam dẫn lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về các ca nhiễm trong cộng đồng liên quan đến biến thể mới như sau. Chúng ta chưa bao giờ phát hiện cùng một lúc nhiều ca dương tính như vậy là 82 ca. Điều này một mặt phản ánh biến thể mới của virus lây lan rất nhanh, nhưng cũng thể hiện hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh và Bộ Y tế đã làm việc rất thần tốc, tập trung ở đây. Và nay, ở loại virus corona đã đến Hà Nội thì nguy cơ lây nhiễm được nâng lên thêm 70% so với chủng cũ thì có thể nói hơn 1.000 người ở Đại hội 13 đang đối diện nguy cơ bệnh COVID-19 ghé thăm thật sự là nguy hiểm. Và đại hội 13 đại diện cho các đoàn đang lo và chờ nhận quyền lực, không quan tâm đến bùng phát bệnh dịch hay sao? Đây là câu hỏi được đặt ra. Trong khi đại dịch đang ghé thăm Hà Nội, thì Hà Nội đang báo động đỏ, bên trong hội trường có 1.587 người đang dồn vào không gian chật hẹp, sát nhau, đang họp bỏ phiếu để bầu ra 200 ủy viên trung ương. Trong nhóm 1.587 người đông đúc và có quyền lực trong tay, đã xem quyền lực quan trọng hơn, nên họ đã đùn đẩy chỉ có một mình ông Vũ Đức Đam dường như đơn thương độc mã chống lại cơn đại dịch nguy hiểm này. Và câu hỏi đặt ra là với 1.587 đại biểu là liệu họ có sợ virus viến thăm hay không? Thì rõ ràng là họ có sợ. Nếu họ không sợ thì họ không đẩy Vũ Đức Đam rời cuộc họp này để đi chống dịch. Tuy nhiên, giữa lúc sợ bùng phát và việc chia chác miếng bánh quyền lực, thì có lẽ họ đã chọn ở lại để nhận được miếng bánh là hơn. Ở trên thượng tầng, người lãnh đạo cao nhất của Đảng đã tham quyền cố vị như thế, thì ở dưới không ai dạy gì rời mông quyền lực để lo chuyện của thiên hạ. Được biết, tham dự đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam có 1.587 đại biểu thuộc 67 đoàn, gồm các đoàn của 63 tỉnh thành ở 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương, Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tuy nhiên, những người lãnh đạo chủ chốt của 63 tỉnh thành trực thuộc Trung ương chọn cách ở lại đại hội thì liệu rằng những địa phương có nguy cơ bùng phát làm dịch có thể lan rộng thì làm sao có đủ năng lực để hỗ trợ ông Vũ Đức Đam cho được. Và điều này rất dễ dẫn đến những cái chết thương tâm hàng loạt từ Bắc đến Nam. Đây là hình ảnh ai cũng chọn ở lại nhận miếng bánh quyền lực không rời đại hội để hỗ trợ Vũ Đức Đam chống dịch. Như chuyên gia đã nhận xét, Việt Nam đang chống dịch rất bị động. Nếu cả nước chống dịch bị động thì việc chống dịch cho đại hội chủ động hay sao? Đó là câu trả lời và chưa thỏa đáng. Còn 4 ngày nữa, liệu Bộ Y tế có bảo vệ đại hội không bị phá vỡ hay không? Căn bệnh COVID-19 rất khó lường. Tuy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc chống dịch những đợt trước đây, nhưng điều đó không liên quan và cũng không chủ quan. Bởi lẽ lần này, dịch nó đến với nhiều điều bất thường, cả chủ quan và khách quan. Vấn đề chủ quan là quan chức đang phải vắng mặt trong vấn đề chống dịch. Thêm vấn đề nữa là việc chống dịch khá bị động, nó không được đảm bảo sẽ khống chế tốt lây lan dịch bệnh trong thời gian này. Vấn đề khách quan lần này là có sự hiện diện của loại chủng virus mới nguy hiểm và lây lan nhanh hơn loại virus cũ rất nhiều. Thêm một vấn đề khách quan nữa là việc chữa trị cho virus mới này khó khăn hơn chủng cũ. Với 4 ngày nữa là đại hội Đảng 13 giải tán, nhưng trong 4 ngày đó chưa thể nói lên điều gì cả. Và 6.000 cảnh sát hàng ngày vẫn tiếp xúc với người dân, đấy là chưa nói đến ngoài thời gian trực, không ai có thể kiểm soát những cảnh sát này đi đâu và làm gì. Mà một khi cảnh sát đã nhiễm thì nó lây lan vào trong đại hội là không hề khó. Đây là hình ảnh hiện trường khu phong tỏa tại Hà Nội
đại dịch còn cách xa đại hội không xa. Theo báo chí trong nước thì sáng ngày 29 tháng 1, ông Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao đổi nhanh với báo chí bên lề đại hội Đảng lần thứ 13 về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh. Ông đã cho biết rằng chắc chắn phải xem xét xét nghiệm trên diện rộng nhanh, quyết liệt cho khu vực Hải Dương, các tỉnh, thành báo cáo. Có công dân Hải Dương đi từ sân bay Vân Đồn về và cả những người có liên quan đến thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương thời gian đó. Đấy là những nơi ít dân thì có thể càn quét. Thế nhưng với thành phố lớn như Hà Nội hơn 8 triệu dân thì càn quét như thế nào đây? Hay khi đó chỉ lo cố thủ ở trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình để bảo vệ cho 1.587 đại biểu mà thôi? Còn chỉ 4 ngày nữa thì đại hội sẽ kết thúc. Tuy nhiên với chủng virus mới thì chưa nói hết được điều gì. Liệu có toang hay không thì vẫn chờ thêm 4 ngày nữa xem, chứ bây giờ chưa thể khẳng định được điều gì. Và liệu trong số đại biểu này có ai bị lây nhiễm hay không và ai sẽ phải ra đi? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021 với bản tin Hà Nội báo động đỏ, liệu đại hội 13 có toang hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.